cha già mất nết. Ê bộ cha ăn sống rồi hả cha? Mày nói gì hả mày khốn nạn? Tao đó con mắt mày lọt trồng té nổ rồi sao mày không thấy tụi trên đường mày cứ phóng thẳng tới vậy mày? Rồi sao? Muốn giết người hả? Rồi sao? Mày là con cái nhà ai vậy? Ê con cái nhà ai kệ tới tôi. Hỏi làm chi? Đi đứng kiểu này có ngày vô nhà xác cái cha. Vô nhà xác là mày chứ không phải tao đâu. Bộ ông cướp người ta thì sao phóng xe dữ vậy? Cái gì? Ông nói lợi cho ông nói lợi lần nữa. Ông nói ăn cướp. Nè xin lỗi ông nha. Đừng có tưởng già mà tôi sợ nha. Ai nói bậy bạ tôi đục cho phù mỏ à. Xin lỗi ông cái mỏ dảnh sẵn rồi nha. Đừng để tôi làm dảnh thêm à. Ê mày nói ai mỏ ai dảnh mày? Ông dảnh với ai? Mày dám hổn hả? Mỏ tôi dày chứ mỏ tôi không có dảnh như ông đâu. Tao thách mày đó. Cái mỏ này cũng dảnh vậy. Mày đừng có tưởng mày trẻ, mày khỏe, mày ngon ha. Mười thằng như mày tao không sợ nữa. Muốn chơi không? Chơi không? Chơi không? Vô. Chơi vô đi. Thôi bỏ qua đi bao đại nhân. Nhịn nhục qua chuyện gây lộn với con nít không có lợi. Tuổi trẻ bây giờ nó hung hăng lắm đại nhân ơi. Nói như cha già này nghe được không? Già thì biết sợ tuổi trẻ một chút xíu chứ. Làm gì phải sợ? Nó nhỏ mà nó không biết nể cái trọng người già. Nó bắt mình phải nể nó ăn. Không sợ, chơi à. Ê, cô hồn quá đảng. Gì? Mày ngon á, mày đánh tao trước đi. Đánh đi, tao thách mày ra đánh chơi đi. Chơi à. Nhân, đại nhân cho em xin đi, nhịn đi. Triển Kiêu không có ở đây, đừng có ghẹo nó, bị đòn quan mạng. Đại nhân ơi, chơi không lại nó đâu. Một mình ta chơi không lợi nó, còn ngươi gì? Hai thằng già không lẽ chơi không lợi thằng trẻ? Chơi thì cứ chơi à. Chơi cho nó biết bạn già mình nè. Thôi mà nhịn đi bao đại nhân, nhịn đi mà trời ơi, nhịn đi. Cha không có nhịn. Làm sao nhịn được cái nhỏ nữa, hỗn láo sắc sược quá. Nó coi thường ta. Nó ta không thể nào tha thứ cho nó. Ông tha thứ rồi ông làm gì tôi? Hả ông mặc lội nồi. Lội nồi ta đập bể đâu mày. Ngon nhào vô đập đi, đập đi nè, đập đi. Cái gì đập đi hả? Con thu sách. Dạ. Nhào vô phụ ta. Đang sắp giết mà làm gì đứa cái thụ thục vậy? Trời. Đánh lộn mà lấy khăn che mặt làm như bê đê vậy á. Lấy khăn che, lấy cái tay che mặt làm sao mà đánh? Bỏ ra. Ủa? Ba. Hả? Ba đây con. Cái thằng nhóc này là con ngươi sao? Dạ phải, nó chính là đứa con rơi của em đó. Con ba. Ủa? Hai người làm gì giống phim chậm quá vậy? Chạy kiểu này biết bao giờ mới gặp nhau. Thôi được, để ta chuyển sang phim cho nó nhanh cho nó lẹ nha. Chuẩn bị, phim nhanh đây. Con của ba. Ba của con. Trời ơi, gặp ba con mừng quá. Mười năm không gặp và con tưởng tình đã cũ. Mây bay bao năm tưởng mình đã quên. Như mưa bay đi một trời thương nhớ. Ba nơi phương xa có con mắt buồn. Con ba mười năm cách biệt một lần bỡ ngỡ. Quên đi, quên đi mà buồn bấy lâu. Già rồi mà hơi tốt vẫn. Nhưng con yêu ơi, một dòng tiếc nhớ ba vẫn gọi tên con cả một đời yêu. Bà biết không? Mấy năm nay con ăn không ngon, ngủ không yên cũng vì nhớ ba đó. Nhìn người ta có cha mẹ mà con tủi cho cái thấm thân khốn khổ của con. Con có cha có mẹ mà chẳng chết cha chết mẹ à. Sống cù bơ cù bất ngoài đường bị chúng bạn cười chê khinh rẻ hoài à. Bạn bè con đứa nào đứa nấy vàng đeo đỏ mình là tiền bạc nó xài không hết nha. Còn tôi nha, một đồng không có, thèm thuốc phải xin hút ké bạn bè xài sẽ mắng nhiếc hoài à. Ông đâu có hiểu nỗi khổ của tôi suốt mấy năm qua đâu. Ông là cha mà ông đâu có biết thương con. Vậy ông đẻ tôi ra để làm gì? Không, đẻ tôi ra thì phải nuôi tôi, phải cho tôi tiền xài chứ. Tại sao ông sống sung sướng ăn ngon mặc đẹp ông để con ông phải khổ như vậy? Ông là người cha vô trách nhiệm, một người cha ích kỷ, biết sống cho riêng mình. Trời ơi, tôi chưa từng thấy người cha nào mà độc ác như ông nghe. Có lần tôi kẹt tiền lặn lội từ quê lên tỉnh tìm ông. Tôi tìm ông 3 ngày đêm mà ông vẫn không tìm ra cái địa chỉ của ông. Thì ra đó là địa chỉ ma. Ông chơi kỳ, tình vờ hả? Trời đất ơi, làm sao dám cho địa chỉ thật. Cho mày biết đằng mày lên mày quậy.
ở trên tao còn phải làm ăn, nhưng việc của mày tao đều biết rõ. Mày là thằng con ngỗ nghịch nhất làng. Mày chuyện này ai cho ba biết, đâu có cần gì đợi ai phải nói. Nhìn chiếc xe là tao đã biết rồi. Tại tôi buồn. Tôi buồn là tôi phải quậy cho nó vui chứ làm sao. Thôi cho ta xin đi. Hai cha con mới gặp nhau, đừng có chửi lộn người ta khó chịu lắm. Nói chuyện gì khác cho vui vui đi. Còn ngươi nữa, biểu cho coi. Chuyện gì? Này hồi đó nó có hấp thủy không? Sao cái mặt nó giống bệnh đau vậy? Nè, cái phận làm con không được hỗn láo với cha mẹ ăn không? Ăn nói như vậy là mất dạy đó, có hiểu không? Nó tên gì vậy Sách? Dạ, nó tên Hiền, Công Tôn Hiền. Không dám Công Tôn Hiền đâu. Trời đất ơi, vậy chứ mày là gì? Mày là gì mà không dám? Cái tên Công Tôn Hiền nghe nó hay chứ. Hay gì mà hay, tôi mang cái tên này ra đường cứ bị người ta ăn hiếp hoài. Hết ngày người này chửi cái tới người kia đánh. Tôi ghét Hiền lắm. Bây giờ tôi đổi tên rồi ha. Tên của tôi là Công Tôn Quậy ha. Hễ đứa nào chửi thì tôi chửi lại, đứa nào đánh thì tôi đánh lại. Tôi không có sợ, không có ngán ai hết á. Bây giờ tôi sống theo lối giang hồ, ok? Trời đất ơi, mày sống giang hồ. Chẳng những vậy mà tôi còn có bồ nữa kìa. Mày có bồ? Trời ơi, hổ phụ sanh hổ tử mà. Trời ơi, còn móc họng nữa. Con có bồ nào vậy con? Ông muốn biết á thì tôi cho ông. Tôi có bồ từ lúc từng trôi non xanh mơn man, từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên tôi thì thầm. Làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ thương. Và con đã biết nói tiếng yêu đầu tiên, và tôi đã biết thương nhớ biết giận hờn. Mùa xuân đã đến bên tôi chào nụ hôn, và mùa xuân đã trao cho tôi ánh mắt em. Để rồi đắm say, để thôi thôi lố rồi. Nhà ngươi sống cái kiểu gì mà kỳ quá, không cần cha mẹ gì hết chứ nội. Nếu mà ba ngươi biết là ba ngươi bập ngươi, ngươi làm sao? Ôi chơi luôn bệnh gì cử. Trời ơi trời, cái thằng mất dạy, thằng con trời đánh thánh vật mày. Tên khốn gom tao đặt cho mày mà mày cả gan tự ý đổi tên thì chứng tỏ mày chẳng coi tao ra gì. À buồn làm à. Được rồi, kể từ giờ phút này mày không còn là tao, tao không còn là cha mày nữa. Tình cha con như tao và mày cắt đứt kể từ đây. Đúng. Một đứa con ngỗ nghịch thì mất dạy với nó, nuôi cho uổng cơm lắm. Tăng thà là để tiền đi nhậu sướng hơn nữa. Từ nó là phải đạo rồi. Ngươi từ đi, ta làm chứng cho. Còn lâu à, xin lỗi ông à. Không có dễ dầu gì mà từ được tôi đâu. Tôi sẽ quyết định bám theo ông cho tới suốt cuộc đời. Mày bám theo tao mày làm cái gì? Thì để làm cái gì? Thì chờ cái ngày ông ngáp á. Cái tôi rinh gia tài. Rồi nhưng mà tôi báo cho ông biết là ngày giỗ của ông á, tôi cũng không kè thèm làm cơm cúng ông đâu. Ông đừng có mong. Thôi con đừng thù ba con, đừng trách. Hãy thương người cha tội nghiệp này. Dù ba không chung sống với con, nhưng mà tiền ba chi đều đều con. Có thấy gì đâu. Ông đừng có be. Có chứ. Ông xạo quá. Không có đâu. Gửi cho má con. Không tin hỏi má đi. Má tôi do giận ông nên giờ đi tu rồi. Đi tu rồi. Má con đi tu. Không phải. Lộn. Tôi nói lộn, bà đi lấy chồng rồi. Lấy chồng? Phải. Trời ơi má mày quả là người bội bạc. Tao sống nhân dân, chỉ mà má mày nỡ bỏ tao đi lấy chồng. Ông trời ơi, vậy mà ông còn xui khiến. Cho tôi về thăm lại bến đò xưa nhiều kỷ niệm. Xa xôi nhiều năm rồi, lòng vẫn nhớ, tình vẫn thương. Xưa trên khung chuyến đò tình chợt đến khi tôi vừa yêu. Bao nhiêu là mộng mơ tình ngây thơ thuở ban đầu. Trời ơi! Lỡ thơ hàng tre già.
nắng chiều nghiêng đang trâu về, xa xa từng cánh cò chập chờn bay về tổ ấm. Trên con đường quen thuộc ngày nào con cũng đứng chờ mẹ, nay lối mòn ngày xưa một mình con thơ thẩn trong chiều. Thời gian như nước qua cầu, tình yêu dấu cánh bay xa. Thương ai người gái quê, tình trắng trong như những giọt sương. Trăm năm một chữ yêu làm đảo điên bao kẻ dài cờ. Em ơi một chút thương, một chút yêu ta giữ cho bền lâu. Không duyên phận với nhau, hẹn kiếp sau ta sẽ chung tình. Nay em về chốn xa, đèn kết qua nhắc lối người qua. Ba quay về chốn xưa, tìm chút hương sưởi ấm linh hồn. Trong bể đời hát yêu tình vẫn du ba giấc ngủ say. Bên em giờ pháo bay, kiều lắc lơ ngựa mang em về Vinh. Tại ông bỏ bê bả, bà bỏ ông là đúng rồi. Mày nín đi mày. Con nít biết gì nói. Không tao, biết hả? Tao có bỏ bê má mày đâu. Hàng tháng tao vẫn gửi tiền về cho má mày mà. Đó. Cũng chính vì ông gửi tiền về cho bả mà bả mới bỏ ông. Hả? Chứ ông gửi tiền về cho tôi thì bả đâu có bỏ ông. Ủa? Mày nói vậy là sao? Là tiền ông gửi về cho bả đâu có lo cho tôi đâu. Hả? Nếu có cũng chỉ đủ ăn sáng thôi. Bả chỉ biết lo cho bả chứ đâu có quan tâm gì tới tôi. Tiền ông gửi về á, ông biết bả làm gì không? Làm gì? Bà đi bơm mặt nè không? Trời đất ơi. Bà sửa mũi, bà xăm lông mày, xăm mí mắt, bơm môi cầm trẻ, nhuộm tóc đỏ. Trời ơi, chứ còn cái đầu không mà bà nhuộm tới 8 màu rồi. Trời ơi, má mày xí soạn dữ vậy hả? Hèn gì mẹ nào con nấy. Chưa hết đâu. Tối không, bà còn học hát karaoke nè, nhảy đầm nè. Ngày nào cũng đi tới 4-5 giờ sáng mới về á. Trời ơi, má mày già rồi còn quậy dữ vậy hả? Bởi vậy, con người nó mới bắt trước. Nè, bà không có già đâu nghe. Từ ngày bà đi thẩm mỹ viện về ha, trong bà không có thua gì con gái 18 hết trơn á trời. Mỗi lần mà bà đi nhảy đầm ha, bà bắn bộ đồ vô nhìn ha, ông không lé tôi thua ông luôn. Dân chơi thứ thiệt như tôi nè mà còn phải nể bà mà. Bởi vậy, từ ngày có đàn ông lui tới nườm nượp, Việt Nam có Tây, có Tàu, có Cameroon, cũng có đủ màu hết trơn á trời. Cho hợp cái màu tóc của bà mà. Trời ơi, má mày Liên Hiệp Quốc. Cuối cùng má mày chọn ai? Đài Loan. Bây giờ chồng Đài Loan là thịnh hành làm mốt mà, không? Bả theo chồng Đài Loan về được tháng mấy rồi. Bả bỏ lại tôi bơ vơ. Tôi nghĩ mà tôi tuổi mà tôi tất cái nè. Trời ơi, bà khóc cái kỳ. Ngày sao vậy? Ngày lên đồng hả? Ông ta sổ mũi, trời ơi. Thiệt là tội nghiệp nha. Một đứa con có cha có mẹ mà chẳng khác nào như đờn đất dây. Tất cả đều do thằng cha già này nè. Ủa thôi vậy hả? Nếu ổng mà biết quan tâm chăm sóc tôi thì tới giờ đời tôi đâu có khổ có khốn nạn như vậy. Thôi. Trời ơi. Thôi đừng buồn con. Ba ngươi rất thương ngươi, nhưng mà vì hoàn cảnh không thể nào lo cho ngươi được. Ngươi phải hiểu cho ba ngươi chứ. Không nên trách móc ba ngươi. Phải trách. Trời ơi, không trách làm sao được. Ông đâu có nằm hoàn cảnh tôi đâu, cái ông đen kia. Ê hổn mày, hổn tôi giả vào mặt mày nghe mày, khốn nạn. Đừng nông đại nhân. Ông còn hổn hơn tôi. Tôi hỏi ông nè, ông là cha mà ông không lo lắng cho tôi để tôi ra đường bị người ta đánh người ta đập. Tôi hỏi ông làm cha như ông có đáng mặt làm cha không? Cha thì phải biết binh con chứ. Cái đâu lại bỏ mặt con như vậy được. Đứa nào đánh mày, thằng nào đánh mày, nói đi. Nè con nói cho ba biết. Ừ. Con chỉ xin ba một điều thôi. Nói đi con. Mà cũng không được nữa đây nè, sao nói. Sao không được? Mày muốn cái gì? Dạ con chỉ muốn ba đó là cho con một ngày thôi. Một ngày không khắc khoải chờ đợi. Một ngày không mưa rơi. Cho con một ngày luôn. Chắc không? Một ngày không có đêm vời vợi. Sáng hoài sao ngủ? Một ngày đôi chân không mệt mỏi. Vậy
là mua xe hơi phải không? Đường về không có lá thu rơi. Là một ngày ba đêm, ba cha nợ dùng con. À, cái gì? Trả nợ giùm mày? Dạ đúng vậy. Để con kêu tụi nó ra cho ba tính sổ nghe không? Ê tụi bay ơi, bước ra đây đi. Trời ơi đừng có lo gì hết á, kỳ này tao trúng mánh rồi. Ra đây ra đây ra đây ra đây. Ông Mập trả nợ cho nè. Ra đây. Ê cái thằng quỷ nhỏ, sao mày có trả tiền cho tao không mày? Không có. Nếu tụi có tụi cũng không trả luôn. Ờ bữa nay cái thằng này nó nói chuyện thấy dễ thương chưa? Tụi bay đâu? Tụi bay thấy sao? Lột nó cho tao. Ờ đạp đi. Ngon nhảy vô đạp nè cha tôi nè. Đạp đi đạp đi. Ổng là cha tôi đó. Mấy người muốn làm gì ổng thì làm đi. Sẵn đây tôi cũng nói cho mấy người biết, số tiền tôi mượn mấy chục triệu đồng của mấy người đó nghe, số tiền đó là tôi mượn cho ổng chứ không phải mượn cho tôi. À, mấy người có đòi thì đòi ổng chứ đừng có đòi tôi. Tôi là người mượn giùm, tôi không biết gì hết. Sorry. Trời đất ơi, cái thằng con ngươi đã bán cái qua ngươi rồi. Trời ơi đúng là con trời đánh mà. Thằng quỷ sống, mày ăn xài cái giống gì mà mắc nợ dữ vậy mày? Ê ê, cái ông già kia à, tiền đâu trả nợ đi chứ. Sao ông lâu dữ vậy, 2 tháng rồi mà. Thì gì, tôi mượn mấy người đâu mà mấy người đòi tôi. Nè, cái cha già kia à, ê, đừng có ăn nói lật lọng nghe chưa. Muốn giật phải không? Giật gì? Tôi đâu có mượn đâu mà nó tôi giật. Thằng quỷ này nó mượn mấy người đòi nó sao đòi tôi. Ê, thằng nhóc, cái thằng cha già này cha nói vậy rồi mày tính là sao mày? Bây giờ ai trả? Ông xạo á. Tôi mượn cho ổng với mấy người cứ đòi ổng á. Ông giàu lắm. Đòi đi trước sau vậy ông không trả à? Đòi ổng đi. Trời, cái thằng quỷ, tao làm gì có tiền mà mày bắt tao trả mày? Hả? Cái thằng này. Thôi, đừng nói nhiều nữa. Ê, tụi tao đến đây để đòi nợ biết không? Chứ không phải là để nghe cha con mấy người chửi lộn. Tiền đâu trả lẹ lên đi. Thôi, ồn quá, ồn quá. Đây đâu phải là cái chợ. Mọi người im lặng hết coi. Nghe tôi nè. Thôi mình về. Ê đứng lại mày. Trả nợ đi rồi đi đâu đi mày? Chưa trả mà đòi đi hả? Làm gì tôi có tiền trả mấy người? Không có phải không? Không có thì tao lột đồ. Ê ê ê, tụi bay nói ngọng hả? Nói gì nói lại tao nghe coi. Tin giỡn mặt cái tao đó hả? Giữa ban ngày ban mặt, giữa thanh thiên bạch nhật vậy là muốn giỡn trò trắng lột à? Tôi biết ta là ai không? Là ai thì mặc kệ tí không? Trời đất ơi, chắc nhỏ này nó không coi phim, nó không biết ta là ai. Nhưng mà có liên quan gì tới ông đâu. Chuyện của người ta mắc mớ gì xía vô chứ. Mà ông xía vô hả là tôi đập vô mặt ông liền á. Đánh ra đi. Nè nè nè, mấy người đừng có đụng vào hai thằng già này nha. Đụng tới là mệt nha. Võ sư nha. Thôi thì ráng đi để cho bà lột đi. Lâu ngày bà không được thấy cho bà lột lần đi. Trời ơi tưởng gì võ sư hả? Võ sư tao cũng bụp luôn. Mày dám không? Khách hả? Ờ. Khách thì chơi liền. Anh em, đánh nó cho tao. Trời ơi, nó đến chơi mà làm thiệt hả? Con tôi bắt chạy, chạy. Chạy đâu cho thoát con. Chết nè, võ sư nè, võ sư. Trời ơi, chán tôi, chán chán tôi mới, chán cứu tôi, cứu tôi. Ờ, có người đỡ đạn rồi, mình còn ở đây làm gì, thôi giọt. Đi bước cơ các cô, các cô. Công tôn tiên sinh. Dạ. Thấy có đỡ chung nào chưa? Tôi hả cảm thấy bớt đau nhất rồi. Bao đại nhân thấy sao? Rim toàn thân. Trời ơi chuyện của ai mà tôi lãnh đạn nè trời. Ây, giờ nỗi u nỗi nần thương tích đầy mình còn phải tốn tiền bác sĩ nữa. Tất cả tại ngươi mà ra. Ôi dạ, nói lớn ở đâu, nó thốn. Dạ, đừng giận mà. Con bảo biết dạy. Để cho nó đi phá làng phá xóm. Ăn chơi đua đòi gây nợ là thiệt. Ôi dạ. Dạ, đừng thiệt giận. Xấu hổ quá. Dạ, đừng giận đại nhân. Giận là đau lắm. Đau chứ. Dạ, thuộc hạ cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Không ngờ mình lại có một đứa con hư đốn ngộ nghịch như vậy. Nghĩ lại cũng bởi thuộc hạ không được sống gần con để dạy cho nó điều hay lẽ phải. Nên giờ này nó mới vướng vào dòng quan nghiệt. Ta đã nói rồi, phải chỉ hồi đó đừng có bày đặt yêu đương. Dạ học trò cũng biết là biết yêu là phũ phàng, biết yêu là ngơ ngàng.
mà sao vẫn cắm đầu mà yêu. Biết yêu là lỡ là viết thơ tình cho nàng, mà sao ông vẫn du dơ làm ngơ. Biết yêu là đau buồn, biết yêu là điên cuồng, sao ông cứ mãi hoài còn yêu. Biết yêu là không thành, trái tim này tan tành, thì xin làm người điên với nàng. Con gái bây giờ thích làm gì? Con gái bây giờ hay giả vờ? Con gái bây giờ thích làm ngơ? Con gái bây giờ quá thờ ơ? Ta biết yêu rồi sẽ đau, ta sẽ yêu vào kiếp sau. Xin sống như một giấc mơ, và con gái bây giờ dễ yêu mà khó yêu. Ui dạ, trời ơi, ta làm hơi nó hơi thốn. Bị mình ráng đó ngài. Bởi vậy, giờ ngươi định xử trí thế nào số nợ mà nó đã dai? Về chuyện này, học trò đã suy nghĩ rất nhiều. Chắc có lẽ trò phải ra ngân hàng vay nợ về giúp cho nó. Dù gì nó cũng là con của học trò mà. Không, dạ, không được trả nợ giùm nó. Dạ sao vậy? Ta cấm người không được ra ngân hàng vay nợ à nghe. Dạ. Nó mượn thì để nó trả. Nhưng mà nó làm gì ra tiền nó trả? Không làm ra tiền thì đừng mượn nợ. Có chơi thì có chịu chứ. Ngươi trả cho nó sẽ ăn quen. Nó ỷ lại vào ngươi. Ngươi đừng có ngu mà làm những cái chuyện dại dột đó. Dạ dạ, học trò biết vậy. Nhưng thấy con của mình nó gặp hoàn cảnh khốn khó, trò cầm lòng không có đặng, nghĩ cũng thương. Thương cái gì mà thương? Cái loại con ngỗ nghịch mất dạy này cần trừng trị nghiêm khắc mới là mong nó từ bỏ cái thói hư tật xấu. Nếu không á, có ngày nó sẽ lao vào con đường nghiện ngập xì ke ma túy. Ta sẽ sai Trương Long Triệu Hổ đi bắt nó về. Hả? Bao đại nhân quyết định xử tội con hại thần hả? Phải xử chứ, xử đi làm gương cho kẻ khác. Dạ đại nhân ơi, đại nhân ơi. Gì đó? Dạ bẩm đại nhân, công tôn quậy đã bị bắt về rồi. Đại nhân cho biết ý kiến. Được, chờ ta 5 phút ta sẽ thăng đường. Nè công tu sách. Dạ. Ngươi vào trong đi. Khi nào ta gọi hắn ra nghe. Ở đây hai cha con giáp mặt ta khó xử lắm. Dạ. Truyền giải tội nhân vào. A lê a lê a lê. Yo yo yo. A lê a lê a lê. Yo yo. Ê, bảy 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 bảy. Quên nữa. Trời ơi. Thăng đường xử tội nhân chứ đâu phải là dòng chung kết bóng đá World Cup đâu. Cái nào đó tắt máy đi. Dạ dạ tắt. Dạ dạ dạ. Bẩm đại nhân, thằng Trương Long nó bỏ lộn băng, con mới tắt đó. Vậy hả? À, truyền giải tội phạm vào. Dạ đây mới đúng rồi. Ủa sao không có nào nói cho mình tao nói vậy? Tới liền, tới liền. Nhát ma tao đó hả? Hơ, ăn hại không? Ê, 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 mấy người này buông ra tay. Làm gì mà kéo lô dữ à? Tôi tội gì mấy người bắt tôi? Đã bị bắt đến đây mà nhà ngươi chưa biết tội ngươi sao? Không biết. À, tôi chỉ nghe mấy thằng cha này nói tôi là đứa con ngỗ nghịch mất dạy. Ê, nhưng mà tôi ngỗ nghịch mất dạy chỗ nào? Chuyện đó đã hạ hồi phân giải. Bây giờ ngươi nghe ta hỏi. Ngươi có nghe nói đến Bao Công không? Sao không? Ngươi có sợ ổng không? Sợ sao không sợ? Tại sao sợ? Tại vì ông Bao Công là ông kẻ. Hả? À, mặt mày ông đen thui đen thích là người ông lông không à. Mà ông kẻ trời trời ơi, cái mặt nó đen như cục than hầm. Hồi nhỏ mà tôi khóc ngang má tôi cứ lấy ông Bao Công ra hù tôi hoài. Bởi vì tôi nghe nói tới Bao Công trời ơi tôi dị ứng. Vậy ngươi hãy nhìn xem ta là ai? Ủa? Trời ơi! Thì ra là ông mặt lọ nồi. Ủa ông Bao Công ha? Chẳng lẽ trên đời này có Bao Công thứ hai không? Nghe tao hỏi nè, ngươi tên gì? Ông biết tôi rồi hỏi làm chi? Tôi tên là Công Tôn Hiền. Mày nói láo. Mày là Công Tôn Quậy. Không phải. Tên của tôi là Công Tôn Hiền mà. Ông còn có nhớ cái ngày... Ngày gì? Nhớ gì? Nhớ ngày trước ông tôi mới vừa nhìn thấy nhau ở vùng quê. Ông gặp tôi, ông đây hỏi tên. Nói tên là Công Tôn Hiền. Thôi ngươi chơi dối gian lừa ta, đừng nghĩ ta già nua. Tuy già nhưng ta đây nhớ dài.
người đó người tên Công Tôn Quậy. Người là đứa con nhất đời, quậy phá không ai bằng người. Khi gặp cha người không tiếc cha, đâu có ai mất dạy như mày. Trời ơi, ông nói quá, tôi nghĩ ông già, ông nhớ lộn à. Cái ngày tôi gặp ba tôi không, tôi rất là mừng, mừng tới rơi nước mắt luôn kìa. Ông còn nhớ cái cảnh mà tôi gặp ba tôi không? Cảnh quay phim chậm đó. Nhớ chứ, cảnh đó ta làm đạo diễn mà. Đó, cảnh đó tôi khóc dữ lắm á. Chính ông còn xúc động, tôi thấy cái bộ không á. Cảnh đó nhắc tới ta còn muốn xúc động. Và càng sao ta càng xúc động hơn. Tôi biết, xúc động đến nỗi mà ta muốn lấy cẩu đầu đó, ta băm ngươi ra làm trái mảnh. Trời ơi, ta chưa từng thấy đứa con nào mà mất dạy như ngươi. Mượn tiền, mượn bạc của ăn xài cho đã, rồi bắt cha già mình trả. Rồi còn liên lụy đến ta nữa. Ôi da trời ơi, nói lớn đau thấy không? Nè, đây nè, mày thấy chưa? Nè. Thấy gì? Cái đầu tao nổi u nổi sần mấy cục rồi, mày thấy chưa? Đó không? Tại mày mà gây ra. Còn nữa nè, toàn thân tao đều dán xa lông bát hết. Đó, thấy không? Già rồi hay đau lưng thôi chứ. Nói xạo mày. Tao bị đánh làm sao tao đau được. Tao nói cho mày biết nha. Ba của mày nó nhiều năm theo tao xử án, diệt ác dưỡng thiện, đem lại lẽ công bằng cho mọi người trong xã hội được sống yên vui, thấy không? Gương tốt đó, tại sao mày không chưa học mà mày lại làm những cái điều sằng bậy? Ông ơi, xa quá mà. Để gây những cái tiếng cho gia đình không à. Chơi với bạn biết chọn bạn chứ con. Phải biết phân biệt kẻ xấu người tốt. Chứ đâu lại là đua đòi bon chen, cờ bạc hút sách đua xe nữa. Bộ mày muốn vô nhị tỳ hả mày? Càng nói càng tức mà. Dạ. Đừng tức nữa, tức nữa đau à. Thôi không nói nữa. Bao nhiêu tội đó cũng được xử chém mày rồi. Có đứa nợ đó không? Dạ cô. Chuẩn bị cẩu đầu đau cho tao. Nhớ kiểm tra lại lưỡi đau nha. Nếu nó lục, làm ơn mày cho nó bén giùm tao. Nghe chưa? Dạ. Ông ơi, đừng con tự vậy mà ơi. Con biết lỗi con rồi, từ đây con sẽ chừa mà. Xin bao đi lâu, xin lỗi là bao đại nhân tha mạng đây. Xin tha mạng cho con mà. Có chừa thiệt không mày? Dạ thiệt. Bao đại nhân không tin nữa, con xin thề. Khỏi thề mày. Dạ con mày sẽ giống nhau quá. Thế đụng chút là thề à, đụng chút là thề. Đứng dậy đi. Dạ. Coi như là tạm tha cho ngươi một lần. Nếu tái phạm đừng trách ta sẽ độc ác nha. Dạ đa tạ bao đại nhân. Không dạ. Có chi. Đứng sang bên đi. Dạ. Để ta làm việc tiếp. Truyền giải tội nhân giao. À, lần này bỏ đúng băng đó, tốt lắm. Dạ thảo dân là Công Tôn Sách, xin ra mắt bao đại nhân. Kìa, ba. Tội tình gì mà đày đọa đến nông nỗi này ba? Tội của hắn nặng lắm. Tội của hắn là không biết dạy con. Tội này đáng đau. Côn đảo Công Tôn Sách. Dạ có thảo dân. Thằng Công Tôn Quậy là một đứa con có hiếu, đúng ra ngươi phải cung cấp đầy đủ những cái thứ rất cần trong mỗi sinh hoạt. Ngươi là cha mà không biết chiều nó chứ, có đâu ngươi lại vô tình bỏ mặt. Dạ bẩm bao đại nhân, em muốn gửi tiền cho nó ăn học mà, tháng nào cũng gửi tiền cho nó hết á. Chưa đủ. À, sao đủ được? Nó còn phải có bè bạn chứ. À đúng rồi. Mà để bè bạn nó khi dễ đó, bạn bè đó nó coi nó thường lắm. Làm sao nó không tự ái được? Tại sao cái này để con mình thua kém bạn bè là sao? Dạ, về chuyện này thì em cũng đã cố hết sức rồi. Bạn nó có đồng hồ, em cũng mua đồng hồ. Bạn nó có di chuyền, bạn nó có xe, em cũng mua xe cho nó. Có thiếu gì đâu. Lúc đầu mua xe 81 nó không chịu. Xe 81 là cái gì? Nó không chịu thì mua rim 2 cho nó chạy. Dạ thì đó, nó không chịu em bèn đổi chiếc rim. Đổi rim xong mà nó cũng không chịu. Gì vậy, nó đòi xe nào? Đòi su. Em đổi liền chiếc nó không chịu. À, su khí tan mà chạy bằng ai? Vậy chứ nó muốn su gì? Su xì bo. Ờ, à, vậy chứ sao? Thời buổi bây giờ tụi trẻ tụi tôi đi toàn là súp bọt không à, thấy không? Xì bọt á chứ phóng nó mà lẹ chứ. Xăm cho mày đâu mày đi ăn cướp hay sao mà đòi phóng đòi giọt mày? Su nào cũng su thôi chứ. Ừ, sao nó thích không chịu? Mua cho nó đi. Dạ, em không đủ tiền. Mong đèn trời soi xét cho em, chẳng phải em không muốn chiều con. Không đủ tiền. Không đủ tiền thì đi mượn cho đủ. Dạ có, em có đi mượn, không ai cho. Không cho thì bán nhà. Bán nhà mà lo cho con vậy mới biết thương con chứ. Lỗi là do ngươi.
Trời ơi, bao đại nhân, đúng là bao đại nhân. Ông nhỏ mà cái bao ông bự quá. Ông nói đúng, lỗi là lỗi do ổng, ổng lỗi hoàn toàn luôn á. Công Tôn Quậy, ta nói vậy ngươi thấy có đúng không? Đúng quá đi chứ, bao đại nhân nói nữa. Trời ơi, bao đại nhân quả là một nhà tâm lý tình cảm xã hội hiện đại thôi của mày, tao mày nói hồi thành thằng khùng à. Im lặng nghe tao tiên án nè. Công Tôn Sách là cha bất tài, còn Công Tôn Hiền là con vô cùng hiếu thảo. Tôi là phải hiếu thảo rồi. Tôi không phải là con hiếu thảo thì còn ai hiếu thảo hơn tôi? Bà thấy chưa, bao đại nhân còn khen tôi hiếu thảo, vậy mà ba cứ nói tôi là con bất hiếu. Có khi nào ba nghe tôi nói đâu. Ông ta có câu cá không ăn muối cá sình, cha mẹ cãi lời mình là cha mẹ hư, chứng tỏ là ba chưa hiểu được tôi. Vậy ba là người bất tài. Quá đúng. Im ra. Ui da, trời ơi. Im lặng mà nghe tuyên án nè. Công Tôn Sách là kẻ bất tài. Vì vậy, kể từ hôm nay, ta ký quyết định đuổi Công Tôn Sách về giường làm vấn giả để sống cận kề bên người con hiếu thảo là Công Tôn Quậy. Và nhớ, kể từ giờ không được bó tay, cứ việc gì người chỉ ngó thôi. Người ngồi chơi xơi nước chứ không làm, người muốn ăn muốn gì thì cứ nói. Thích gì người cứ nói với con mình, nó sẽ giúp cho mình đàng hoàng. Ý đâu có được. Mấy lời ngày vừa nói qua, chẳng lẽ nào tôi lại gánh thai. Cha ngồi không con phải đi làm, xưa tôi chưa từng quen gánh giác. Nay làm sao gánh nó giúp cho người, do bởi tôi đây là thằng lười. Ồ có, ta thấy ngươi siêng lắm mà. Ngươi đừng có quá khiêm tốn như vậy. Ngươi là đứa con hiếu thảo phải vậy không? Dạ đúng vậy. Vậy thì hãy chứng minh cho cha mình thấy mình là một đứa con hiếu thảo đi. Cứ lo cho cha mình ha. Cha mình thích gì thì mình cứ chiều, vậy mới là đứa con hiếu thảo chứ. Còn Công Tôn Sách, dạ, hằng ngày ngươi thích cái gì đó thì nói rõ cho con mình biết để con mình lo cho ha. Đó, thường ngày ba thích ăn gì, uống cái gì? Giản con, y của ba đơn giản thôi. Sáng thì thường ăn gà rô ti, buổi chiều thì ăn gà hấp cao, trưa thì ăn cá chép chiên xù, tối thì ba hay ăn lẩu mắm, lương xào lăn với món tôm hùm. Có những lúc ba thèm giật tìm. Ồ, chỉ có vậy thôi hả ba? Đơn giản quá. Đâu có, còn vài món nữa mà ba chưa nói hết nữa. Chẳng hạn như cua răng me, bò lá lốp, bò lúc lắc, cuối, trúc xào sả ớt, bào ngư. Đại khái vậy thôi, chứ còn nhiều lắm à. Để về nhà rồi ba sẽ nói thêm. À, mà mỗi lần ba ăn thì ba thường cần có rượu. Uống rượu rồi cho nó mau tiêu. Rượu rồi ba thích uống Napoleon, Boraba, Hennessy. Còn bia thì bia Tiger, Heineken. Còn nói về rượu ngâm thuốc thì ba hay uống ngủ xà tủ, ngủ ly bì. Cái gì ngủ ly bì? Dạ không phải, ngủ da bì. Thôi thôi đủ rồi, đủ rồi. Trời ơi, ăn uống vậy mà nói là đơn giản ha. Ông Hoàng Ả Rập nuôi ba còn phải mạc. Bao đại nhân ơi là bao đại nhân, chắc con không đủ sức nuôi ổng rồi. Con có thể nhờ bao đại nhân giúp con chút vốn không? Được chứ. Muốn giúp vốn không? Được, ta giúp vốn đây. Đây. Trời ơi. Trời ơi. Tự nhiên cái đưa ba cái này chi? Gậy với cái non lá rách này làm vốn rồi hả? Cái thứ này chỉ dùng cho những kẻ đi ăn xin mà. Đúng vậy. Ta thấy ngươi rất là dẻo miệng, ngươi còn làm cái chuyện đó. Nhưng chỉ được xin thôi chứ không được chôm nha. Chôm là bị đánh chết nghe chưa. Ta không có chịu trách nhiệm mà. Trời ơi, là một thanh niên mạnh khỏe dẻo dai như tôi mà phải lang thang khắp phố phường xin ăn hả? Không, tôi không thể nào làm như vậy được. Sao không được? Ta nhìn cái lối sống du thủ du thực của ngươi hiện nay đó không, là ta biết chắc trước sau gì ngươi cũng đi xin ăn mà. Không sớm thì muộn cũng phải vậy thôi. Nghe lời bao đại nhân đi con, đi xin đi. Ba còn có cái ăn, tập làm cho nó quen. Chứ mai sao ba già yếu, ba chết ai lo cho con? Tập lần là vừa con ơi. Ba. Ba. Ờ con. Con đã hiểu rồi. Vậy hả? Con xin lỗi ba. Ờ. Con quả là đứa con bất hiếu không biết nghe lời cha mẹ. Ờ. Cảm ơn bao đại nhân. Cũng chính nhờ bao đại nhân mà con mới nhìn lại được mình. Ổn quá. Con xin hứa từ nay con không làm buồn lòng cha mẹ. Con sẽ gắng là một đứa con ngoan, không phụ lòng cha mẹ. Ba cũng vậy. Từ nay ba sẽ cố gắng gần con, để chăm sóc,
dạy dỗ con những điều hay lẽ phải, biết được đâu là đúng, đâu là sai, để hướng tới tương lai tươi sáng. Con xin nghe theo lời ba dạy bảo. Kể từ nay á, cái tên Công Tôn Quậy sẽ không còn với con nữa. Con xin trở lại với cái tên thân thương mà ba đã đặt cho con, Công Tôn Hiền. Thôi nói nhiều quá, nói nhiều tao cũng chưa chắc tin đâu. Ngươi phải làm kết tao mới tin. Ngươi hứa thì hãy ghi vào tờ giấy này để làm bằng chứng cho mai sau. Con hứa làm sao? Nói cho bao đại nhân nghe đi con. Dạ, con hứa là từ nay con hứa sẽ không để hư như ngày trước. Chuyện xưa cũ xin để theo thời gian trôi qua. Từ nay con quyết tiến lên tương lai rạng rỡ cho ba vui lòng. Từ nay nên tránh lai xe phong nhanh vượt ẩu, đừng mê đó đen nói năng phải thật ngoan. Nên biết sống theo lẽ hay điều phải mới mong nên lời cha đã nói. Quyết tâm gìn giữ nguyện xa lánh bao thói hư ngày xưa. Vì con đã lỡ gây bao điều xấu, hiểu ra con xin chưa? Càng xa càng tốt nha con. Nó giống như cục 500, đúng quá gần thì nó hết nguy hiểm lắm á con. Dạ, con xin nghe theo lời vàng ngọc của ba và bao đại nhân. Thôi được rồi, tốt rồi. Để mừng ngày cha con đoàn tụ và đứa con mất dạy biết quay về nẻo tránh đường ngay, ta xin tuyên bố đãi hai cha con bay một chầu mì vịt tìm vào lúc 2 giờ trưa. Dạ đa tạ bao đại nhân. Thoái đường. Công Tôn Hiền con. Công Tôn Sách cha con. Chuyện bao công đức tài sản soi, hưởng phước bao dân lành mang lấy hàm quan. Cùng muôn thú chung dài, gia Công Tôn anh tài, người người cùng thương yêu đón chào khắp.